Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tôi Vẽ Tương Lai với sự đồng hành cùng với X2 Group. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ 6: đi làm mỗi ngày là niềm vui và có tương lai. Và ngày hôm nay vẫn là khách mời quen thuộc đồng hành với chương trình Tôi Vẽ Tương Lai, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Tổng Giám đốc Lê Long Sơn, X2 Group. Chào anh Hùng. Ôi anh Hùng ơi, chủ đề hôm nay là đi làm vui mỗi ngày và có tương lai. Ủa vậy ngược lại, đi làm không vui mỗi ngày là không có tương lai. Không có tương lai. Hiểu như vậy có đúng không? Dạ, chắc là sẽ nhờ anh Sơn lát nữa sẽ phân tích chia sẻ cùng với chúng ta để xem là cái vế ngược lại nó có đúng là như anh Sơn nói không. Đi làm vui mỗi ngày thì chúng ta sẽ có tương lai, phải không ạ? Và ngược lại, nếu đi làm mà không vui thì sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng chờ theo dõi trong chương trình ngày hôm nay với câu chuyện cùng với anh Lê Long Sơn. Trước hết thì anh có thể cho biết một vài cái cảm xúc của mình với chủ đề này ạ. Anh Hùng đi làm mỗi ngày có vui không? Dạ, rất là vui anh. Rất là vui. Đặc biệt là khi được gặp anh Sơn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng có thể chia sẻ tại sao lại gặp anh Sơn lại vui? Bởi vì được nghe anh Sơn hát và lan tỏa cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và những lời nói của anh Sơn đều mang những cái thông điệp rất là sâu sắc, những cái trải nghiệm mà anh Sơn đã đi qua trong công việc, trong cuộc sống, giúp cho chúng ta sẽ rút ra được những cái điều gì đó để nếu mình đang có những cái vấn đề trong công việc thì có thể có cách để khắc phục được. Đó là một trong những điều khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy vui khi gặp anh Sơn, không ạ? Như vậy là chỗ này anh Hùng vui là vì anh Hùng đến gặp anh Sơn vì ABC, vì cái này kia. Có nghĩa là nó có cái đối tượng làm anh Hùng vui, đúng không? Đúng không? Vui vì được gặp anh Sơn có nghĩa là có cái đối tượng làm anh Hùng vui. Chứ bình thường mà không gặp anh Sơn đâu có vui. Phải không? Và chắc cái này để hỏi các bạn ở bên dưới xem như thế nào Sơn ha? Nhờ anh Hùng hỏi thăm các bạn như thế nào? Với các bạn thì khi chúng ta đi làm, điều gì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy vui nhất ạ? Hôm nay là lần đầu tiên được tham gia chương trình. Trước đó thì cũng có xem cái chương trình Tôi Vẽ Tương Lai, hai cái chủ đề, và cũng rất là cảm ơn bởi ngày hôm nay mình được gặp trực tiếp nhân vật. Quay lại câu hỏi là vì sao đi làm thấy vui, thì Lăng Vi có ba ý. Một là mình đi làm mình có cơ hội mình được gặp tất cả mọi người. Dạ, đó là một cái niềm vui. Dạ, chứ ở nhà không gặp được ai. Dạ, thực sự ra là có một cái điểm rất là mâu thuẫn như thế này. Khi mình đi làm thì mong muốn có một ngày nghỉ phép, nhưng mà sếp cho mình nghỉ ở nhà 2 tuần. Là lúc đó mình cảm thấy rất là buồn, không biết làm gì cả, đi ra đi vào đi tới đi lui. Cho nên là được gặp mọi người là một niềm vui. Cái vui thứ hai đó là gì? Là mình được học. Bởi vì sự học, mỗi một người mà mình gặp, mỗi một chương trình mình tham gia, mình sẽ học được cái gì cho chính mình tốt hơn. Và một cái thứ ba là gì? Rất là thật luôn. Đó là có đi làm thì mới được trả cái thù lao, đúng không ạ? Còn ở nhà thì đâu có lương đâu. Đúng không các anh chị? Tức là nếu mà mình đi làm mà mình buồn thì chuyện gì xảy ra? Nào, mời các em. Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến diễn giả Lê Long Sơn và anh Hùng với lại các anh chị có trong trường quay ngày hôm nay. Thì đối với em á, nếu như mà đi làm mà không có niềm vui thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Ví dụ như bản thân em là một giáo viên, thì nếu như ngày đấy mà em không vui á, thì lúc đó lên trên lớp cái gương mặt em nó kỳ lắm. Nó sao? Cái gương mặt nó kỳ. Kỳ sao? Sao mình thấy gương mặt mình kỳ được? Tức là mình cảm giác học, ví dụ như học viên đó là cô ơi em muốn thấy nụ cười của cô. Bị học sinh nói. Tức là học sinh nó sẽ phản phản, nó đúng sẽ không? Nói. Dạ. Và thứ hai đó là trong người mình sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Bản thân trong người mình nó có cái gì đó khó chịu, hơi khó chịu một chút, dễ quạo. Dạ đúng rồi. Và lúc đó là cái tâm trạng của mình như vậy thì tự nhiên cái cảm hứng để mà mình truyền dạy cho học viên của mình á, nó cũng sẽ bị giảm đi phần nào. Dạ vâng. Thì đó nói cọc lóc à? Dạ đúng không? Và lúc đó là mình phải sử dụng những cái kỹ năng liên quan tới việc là mình kiềm chế được cảm xúc, mình quản lý được cảm xúc của mình như thế nào để cho buổi học nó được tiếp tục. Và đôi khi trong cái cuộc sống của chúng ta bị nhiều thứ nó làm chúng ta buồn quá. Và cái tâm trạng buồn nó
đi đến công ty luôn, nó đi đến lớp học dạy học sinh luôn, phải không? Rồi nó đi vào trong phòng họp luôn, đúng không? Rồi nó đi gặp khách hàng luôn. Cái tâm trạng buồn nó mà đi gặp khách hàng thì sao? Mà khi đi giao tiếp với người này người kia thì nó sẽ như thế nào? Và nó vào công ty mà nó với tâm trạng buồn như vậy thì nó sẽ ra sao? À, cái chủ đề hôm nay nó ngược lại. Đi làm vui mỗi ngày. Nhưng mà có bao nhiêu người mỗi ngày đi làm vui mỗi ngày? Nãy giờ nghe rất là lạc quan. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý phòng nhân sự, giám đốc nhân sự mà chú ý từng người có camera theo dõi ha, trong giờ làm việc thì xem nhân viên của mình có bao nhiêu người vui trong ngày, có bao nhiêu người buồn trong ngày. Nhắc lại, bây giờ hỏi anh Hùng, mình đi vào một khách sạn, phải không? Mình đến cái quầy tiếp tân, lễ tân để mình check in, mà cái cô nhân viên lễ tân đứng nhìn mặt mình với một cái vẻ mặt rất là buồn, phải không? Rất là ngầu, rất là khó chịu. Thì lúc đó anh Hùng thấy sao? Thường là các khách hàng sẽ cầm lên liền và nói đề nghị cho cô này nghỉ việc đi. Thường là với những người khó tính là thường hay vậy, phải không? Anh Hùng hay làm vậy không? Dạ không. Chắc cô không đến đến nỗi như vậy ha. À, có chăng thì đúng không? À, nếu là anh thì anh hỏi nhỏ một câu: em ơi, hôm nay có chuyện gì buồn vậy? Mình là khách mà mình có quyền hỏi chứ. Tại sao anh đến đây mà em lại không vui, hay là em không muốn anh đến đây? À, anh hay chọc máy như vậy á, bởi vì đi làm lễ tân thì phải vui chứ. Tại phải sao luôn lại tươi cười đi? Đúng không? Anh có đến đây anh trả tiền đàng hoàng mà không thích anh đến đây thì lần sau anh không tới nữa. Anh thử nói một câu vậy coi cái người đó như thế nào, cái là xin lỗi liền, đúng không? À, bởi vì người đó không có cố tình tỏ cái sự buồn đối với anh mà. Nó bâng quơ do cái chuyện gì đó. Do cái chuyện gì làm cho người đó trong cái gương mặt nó không vui lên được. Mà người ta cũng không để ý luôn mặt người ta đang buồn. Có thể là mới chia tay. Có rất là nhiều người không để ý gương mặt mình đang buồn đâu. Nhưng mà hỏi là có vui không? Dạ vui. Cái miệng thì nói là vui nhưng mà nhìn mặt nó không vui. Nó không có tỷ lệ thuận. Hiểu không? À, đôi khi mình không biết mình đang vui hay đang buồn. Bây giờ mình làm việc với đồng nghiệp, mình làm việc với cấp trên, mình làm việc với đối tác, khách hàng mà gương mặt mình buồn thì tự nhiên người ta thấy hết sức sống rồi. Người ta không muốn giao tiếp nữa, người ta không muốn nói chuyện nữa, mà mình chẳng thèm nói chuyện với người ta. Nói cho nó xong, cho nó có. Thì một ngày kết thúc công việc như vậy thì ảnh hưởng gì đến công việc? Ảnh hưởng gì đến cái công việc của người đó phụ trách? Mà không riêng cá nhân người đó mà nó còn ảnh hưởng đến nguyên một cái bộ phận luôn, một cái team luôn. Vậy thì cái bộ phận nhân sự phải nhìn thấy điều này. Khi mình tuyển nhân sự vào, ngày đầu tiên rất là hứng khởi như em vừa nói. Ngày đầu tiên nó đã lắm. Đến ngày thứ hai được làm cái việc mình thích nữa, sướng lắm. Nhưng mà đâu phải làm việc một ngày hai ngày. Làm việc nó kéo dài. Và đến một ngày nào đó mình không còn nhận biết được là mình đang vui hay đang buồn. Mà chắc chắn sếp nhìn thấy mình rất là buồn. Đôi khi mình cũng không còn nhớ, mình cũng không biết đang vui hay đang buồn. Mình cứ phải đến công ty thôi, đến đúng giờ đến công ty thôi, rồi đến hết giờ thì về. Hôm nay đâu có gì đâu mà làm thêm đâu mà tăng ca đâu, đi về, đúng không? Và kết thúc một ngày, cái tâm trạng của mình vui hay buồn mình không còn để ý nữa. Và ngày qua ngày nó trôi qua, chúng ta không còn để ý là chúng ta hôm nay chúng ta vui hay buồn, phải không? Nếu không ai hỏi, chúng ta cũng không có nhất thiết là chúng ta phải trả lời là vui hay buồn, và chúng ta đi về nhà và kết thúc một ngày làm việc. Và anh lại có cái mắt quan sát nhìn thấy mọi người đang vui hay đang buồn. Khi mà một người đi làm mà vui hay buồn, anh là thanh thấy là nó phụ thuộc vào cái cảm xúc á. Là do là ngày hôm qua là chắc cãi nhau với người yêu hoặc là cãi nhau với bố mẹ. Cho nên nó ảnh hưởng tới tâm trạng và sáng nay đi làm sẽ buồn. Nhưng mà còn có một cái đối tượng nữa mà có lẽ là những người mà làm việc về nhân sự sẽ dễ dàng nhận ra, đó là có những người mà thường là ngày nào đi làm cũng không có vui, không bao giờ thấy niềm vui trong công việc, thì nó lại ở một cái khía cạnh khác nữa, phải không anh? Vấn đề là xoay quanh cái chủ đề là một người đi làm vui hay buồn nó sẽ ảnh hưởng gì đến công việc của ngày hôm nay và nó ảnh hưởng gì đến tương lai của bản thân. Chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều này. Nếu chúng ta buồn
thì chắc chắn một ngày làm việc nó sẽ trôi qua một cách nặng nề và không hiệu quả. Và chúng ta chẳng quan tâm cái gì hết, chỉ mong nó kết thúc sớm đi về. Nếu hôm nay đó, hôm ngày hôm đó là buồn nha. Và ngày mai cũng là buồn nha. Và ngày mốt cũng là buồn nha. Thì như vậy nó cứ kéo dài một tháng, nó kéo dài một năm thì như vậy thì cái kết quả người đó tạo ra được cái gì trong công việc? Người đó đi làm có muốn thay đổi không? Có muốn học không? Có muốn tìm hiểu thêm không? Có muốn mở rộng thêm cái công việc, chức năng, nhiệm vụ không? Có muốn khám phá không? Có muốn phát triển không? Nếu như chúng ta buồn, chắc chắn không bao giờ có cái động lực để chúng ta phát triển. Và chúng ta cứ duy trì tình trạng đều đều, ngày qua ngày, ngày qua ngày. Bởi vì sao? Chúng ta bây giờ nghỉ cũng không biết làm gì. Mà đi làm công ty khác thì cũng chưa thấy rõ là nó làm gì nó tốt hơn. Mà mỗi ngày cứ phải đều đều. Bởi vì và nếu gặp sếp thì cố gắng cười một chút, giấu đi cái tâm trạng. Chứ thực ra trong lòng nó rất là buồn, mà lại không có lối ra. Và cứ hết năm này đến tháng nọ, thì như vậy tương lai người đó sẽ như thế nào? Chắc chắn cái người đó phụ trách công việc đó sẽ không phát triển. Mà công việc đó không phát triển thì đồng nghĩa nhiều người như vậy thì nhiều bộ phận sẽ không phát triển. Mà nhiều bộ phận không phát triển thì công ty sẽ không cạnh tranh được với khách hàng, với đối thủ. Và sẽ doanh số, doanh thu nó sẽ giảm, lợi nhuận nó sẽ giảm. Và khi doanh số, doanh thu, lợi nhuận giảm thì chắc chắn rồi người ta sẽ phải tính cái bài toán là cắt giảm nhân sự. Và gần đây chúng ta biết là trên thị trường đóng băng, các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự rất là nhiều. Và người ta sẽ cắt giảm nhân sự nào? Chắc chắn người ta sẽ tìm cái người buồn người ta cắt trước. Bởi vì người này là cái người không tạo ra cái kết quả tốt cho người ta. Người kinh doanh người ta biết cái chuyện đó, đúng nào? Nhìn gương mặt thấy không vui là cắt trước. Bởi vì chắc chắn người này sẽ không đem đến kết quả tốt cho công ty, và nó ảnh hưởng đến những người khác nữa. Một người buồn nó sẽ lây ra những người khác cũng buồn theo, rất là nguy hiểm. Đó, cho nên ngược lại, nếu mỗi ngày đi làm mà chúng ta rơi vào cái tâm trạng buồn mà chúng ta không cố gắng thoát sớm ra cái tâm trạng này, không, chúng ta không chuyển đổi nhanh cái bỏ cái tâm trạng buồn này đi mà đến công ty với một cái tâm trạng vui hơn, thì tương lai chắc chắn nó sẽ không phát triển. Ít nhất là tại đây. Mà tại đây không phát triển được rồi thì đi chỗ khác cũng sẽ chưa chắc là nó sẽ vui. Đi nơi khác nó chỉ vui cái ngày đầu thử việc thôi, nó còn lạ lẫm, nó vui. Nhưng sau đó rồi nó lại trở lại cái vấn đề đều đều. Và đây, trong thế giới, trong xã hội có rất là nhiều người đi làm. Thì các em hãy bắt đầu tập quan sát mình vui hay mình buồn, đồng nghiệp mình vui hay đồng nghiệp mình đang buồn, sếp mình đang vui hay đang buồn, cấp dưới mình đang vui hay đang buồn. Bắt đầu tập quan sát cái việc này, chúng ta sẽ thấy một cái sự rất là kỳ diệu. Bởi vì chúng ta không thể chấp nhận cái tương lai của chúng ta sẽ không phát triển. Mà hôm nay chúng ta hiểu ra nguyên nhân tương lai chúng ta không phát triển vì một ngày hôm nay chúng ta buồn, rồi ngày mai lại buồn tiếp, mà chúng ta không tìm cách để vui lên, đúng không? Và chúng ta chấp nhận duy trì cái tình trạng này kéo dài chỉ để tồn tại và sẽ không bao giờ phát triển được. Không bao giờ có idea, không bao giờ có sáng kiến, không bao giờ có đề xuất, phải không? Không bao giờ xông pha, mà chỉ dừng lại ở cái mức duy trì thì làm sao phát triển được? Duy trì là chậm, là đứng lại, không phát triển. Phát triển nó phải thay đổi, nó phải đi lên. Đây là câu chuyện mà mọi người phải suy nghĩ, từng cá nhân mình á. Mà tập hợp công ty là tập hợp nhiều nhân viên, mà mỗi nhân viên đi làm việc mà với tâm trạng buồn đó thì chắc chắn công ty này đóng cửa sớm, đúng không nào? Mà nếu công ty này tất cả nhân viên đi làm hừng hực, phải không? Hừng hực đến công ty với tâm trạng vui. Nếu mà chúng ta đi làm chúng ta vui thì một ngày có 24 giờ, cái người mà đến công ty mà vui á thì vui được 8 tiếng, phải không? Nhưng mà về nhà thì lại không vui nha. Có cái lý do gì đó mà về nhà không có vui nha. Có những người như vậy, về nhà thấy ngột ngạt, thấy nghẹt thở, đúng không?
Nhưng mà may có cái niềm vui ở công ty nên nó còn vui được 8 tiếng. Còn 16 tiếng còn lại là về nhà mất ngủ mất 8 tiếng thì quên mất tiêu rồi. Nhưng mà giấc ngủ nó cũng không được vui nha. Nếu ở nhà không vui. Cơm không lành canh không ngọt. Cơm không lành canh không ngọt là không vui nha. Đúng không? Vợ chồng mất lửa rồi. Đúng không? Không vui. Hay là con cái, hay là cha mẹ, hay là anh chị em gì sống trong gia đình mà nhiều người á, sống có cái sự cái gì đó mà nó dẫn đến không vui thì mình về nhà mình không vui. Đến công ty thì vui. Thì những người này là thích ngày thứ hai hơn là ngày thứ bảy. Giống chị Lan Vy vậy đó. Ok, thành ra cái vấn đề vui hay buồn bây giờ không chỉ nhìn ở trong góc độ công việc mà trong góc độ cuộc sống. Một ngày 24 giờ mỗi một người sẽ vui hay buồn, mà sẽ vui trong bao lâu và buồn trong bao lâu, và nó thay đổi theo thời gian, giống như là xuân hạ thu đông vậy đó. Sáng thức dậy thấy vui, thấy không? Mình đến công ty thấy buồn, đến 5 giờ thấy vui, đúng không? Vì 5 giờ gặp bạn đi nhậu nó vui, nhưng về nhà thì lại thấy không vui, đúng không? Và nó cứ thay đổi như thế này, vui buồn nó cứ thay đổi trong một ngày. Thì cái này cộng lại một ngày, cái tổng số vui và cái tổng số buồn, mà vui nó nhiều hơn thì cái niềm vui của người này trong một ngày nó nhiều hơn. Và cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày giống nhau, thì nó cộng lại cuộc đời người này sẽ vui nhiều hơn buồn chút. Hay ngược lại, cái niềm vui người này nó ít, nỗi buồn thì nó nhiều, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy thì cộng lại cuộc đời người này sẽ buồn nhiều hơn vui. Và câu chuyện nó không chỉ dừng lại là việc đi làm, câu chuyện nó là mỗi một người sống như thế nào. Và tất nhiên rồi, theo anh nghĩ, hỏi anh Hùng bây giờ chúc Tết mình chúc cái gì, chúc sinh nhật mình chúc cái gì? Hiện nay là có công thức chung là sinh nhật vui vẻ đó. Chúc sinh nhật vui vẻ là cái câu mà gần như là phổ biến nhất, đúng không? Hay mà nói cho nó formal hơn chút xíu là chúc cho, thứ nhất là mạnh khỏe, vì phải có sức khỏe nữa, mạnh khỏe rồi thành công là công việc nhé. Thứ ba là hạnh phúc, đúng không? Đây là cái thông điệp mà tối thiểu khi mà chúng ta muốn chúc ai đó thì tôi dùng cái câu này: chúc cho sức khỏe, chúc cho thành công, chúc cho hạnh phúc. Nói theo kiểu tiếng Hán như vậy, còn nói theo kiểu tiếng Việt là chúc cho cái gì? Chúc cho khỏe mạnh, rồi chúc cho có tiền, đúng không? Rồi chúc cho vui vẻ, đúng không? Nó đều là cái khái niệm đó. Cho nên con người là có cái nhu cầu được vui, nhu cầu hạnh phúc. Và lúc nãy anh có nói là nếu mà mình tính mỗi ngày vui buồn, niềm vui nó nhiều hơn hay là nỗi buồn nhiều hơn thì nó sẽ dẫn dắt đến một cái kết quả sau đó như thế nào? Nó ok. Rồi, thì nãy giờ chúng ta hiểu là cứ nếu mà chúng ta vui ở một cái nơi nào đó là chắc chắn rồi mọi thứ nơi đó sẽ rất tốt. Tốt cho mình và tốt cho những người xung quanh mình. Ở cái nơi mà có chúng ta vui, chúng ta sẽ tốt. Tốt lên từng ngày, tốt lên từng ngày, tốt lên từng năm, tốt lên từng tháng. Tốt hoài nếu mà chúng ta vui. Và chúng ta sẽ muốn ở đó lâu hơn nữa, lâu hơn nữa, lâu hơn nữa. Và cứ có chúng ta là mọi thứ nó tốt lên, nếu chúng ta ở đó với tâm trạng là vui. Không nhất thiết là phải là công ty nha. Ở cái nơi mà chúng ta đến, ở cái nhà chúng ta ở đó mà chúng ta vui, là chúng ta sẽ tạo ra cái năng lượng, cái từ trường tích cực, nó làm cho chúng ta hạnh phúc, và những người xung quanh chúng ta cũng happy. Nếu chúng ta vui, nó tỏa ra cái năng lượng, và mọi thứ nó thuận lợi, mọi thứ nó tốt lên nhờ cái năng lượng đó. Và ngược lại, nếu chúng ta ở cái nơi đó, trong cái khoảng thời gian đó mà chúng ta buồn, chắc chắn rồi, đầu tiên là chúng ta cảm thấy mệt mỏi,
và không muốn muốn kết thúc sớm, à, muốn ra khỏi cái nơi đó sớm, cùng cực chẳng đã thì ở thôi, bây giờ chưa đến giờ thì phải ráng thôi, đúng không? Chứ cái ngày hôm đó, cái lần đó, cái tâm trạng mình buồn như vậy thì chắc chắn bản thân mình là bị ảnh hưởng trước đầu tiên, đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ảnh hưởng xung quanh, một cái từ trường, một cái năng lượng mà những người khác người ta nhìn mình, người ta cũng thấy khó khăn, người ta không muốn nói chuyện, người ta không dám nói chuyện, không dám hỏi thôi, rồi từ từ người ta xa lánh, đúng không? Và cái sự hợp tác giữa mình với người khác nó sẽ giảm đi, và dẫn đến cái cơ hội việc làm mình nó sẽ chậm lại, sẽ khó để mà thăng tiến, đúng không? Và những người khác người ta phải kết hợp mình làm việc mới tốt, bây giờ không kết hợp được với mình thì công việc của người ta cũng bị ảnh hưởng luôn, đồng ý không? Nhưng mà có người nói như thế này anh, tôi muốn vui lắm, tôi muốn mỗi ngày đi làm là một niềm vui, nhưng mà lên cái lúc nào sếp cũng làm khó dễ, hoặc là sếp giao việc nhiều, hoặc là sếp tạo áp lực nên tôi không còn vui nữa. Vậy thì câu chuyện này nó sẽ như thế nào ạ? Nếu như có những cái suy nghĩ là mình vui hay buồn không phải là do bản thân mình mà là do người khác đem lại. À đúng rồi, cái câu chuyện nó sẽ dẫn đến cái điều anh Hùng nói. Cho nên chúng ta đã hiểu được vui hay buồn nó sẽ ảnh hưởng như thế nào rồi. Nhưng cái khó ở đây là chúng ta thường, chúng ta có cái lý do dẫn đến cái việc chúng ta buồn. Chúng ta đang bực bội cái gì đó, không phải bực bội mình nha. À, cái nỗi buồn thường nó không có bực bội bản thân mình nha, mà nó đang bực bội cái gì đó, nó đang khó chịu cái gì đó, có ai đó, có cái đối tượng nào đó làm cho mình bực bội, làm cho mình khó chịu, nó có cái nguyên nhân từ nơi nào đó, một cái nơi khác chứ không phải do mình buồn. Chứ mình muốn vui mà, mình muốn vui chứ mình đâu muốn buồn. Mình muốn vui để mọi thứ nó thuận lợi, nó tốt đẹp chứ, chứ mình đâu muốn buồn. Nhưng mà bởi vì nên làm cho mình buồn. Vậy thì hôm nay cái câu chuyện này nó phải làm cho chúng ta phải ý thức được cái chuyện chúng ta đang vui hay chúng ta đang buồn. Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc, nên cái chuyện vui và buồn nó làm ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Phải chi chúng ta là con AI, con robot, nó không liên quan gì hết. Nên sắp tới là công nghệ, kỹ thuật sắp tới là người ta chuộng cái việc là phát triển AI, phát triển robot để thay thế con người cho nó khỏe. Tôi làm việc robot nó khỏe hơn, nó chăm chỉ hơn, vui nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì, mà buồn nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, nó có vui buồn đâu, và nó cứ thế nó làm thôi. Mà muốn nó làm nhiều hơn thì cứ bật điện cho nó làm, đâu có tính tăng ca thêm chi, chỉ tính thêm tiền điện thôi. Đồng ý không? Không buồn, không trách, không hờn. Nên xu hướng của thế giới người ta đang đi về hướng phát triển khoa học kỹ thuật. Trở lại vấn đề, tại sao lại phải thay bằng AI? À, là bởi vì con người có cái cao quý nhất là trái tim, là để vui, để đem đến niềm vui cho người khác, đem đến tình yêu thương cho người khác, thì lại không dùng cái đó để tỏa năng lượng yêu thương, mà lại dùng cái ngược lại để tỏa cái sự căm ghét, tỏa ra cái sự trách móc, tỏa ra cái sự so sánh tị nạn hơn thua, tỏ ra cái điều bực bội. Trái tim nó có thể làm được hai động tác, hoặc là nói những lời yêu thương, hoặc là nói những lời căm ghét, đúng không? Chứ robot là lập trình, nó muốn nó nói yêu thương, mà muốn nó nói căm ghét thì ông chủ ngu gì nói lập trình nói căm ghét, vô cái là nói yêu thương, phải không? Nên con robot nó nghe lời ông chủ, nó nói ra những lời yêu thương. Nhưng nếu mình biết nó là máy rồi thì cái đó là giả tạo, phải không? Những lời yêu thương nó không phải là từ cái cảm xúc của con người, máy nó nói. Bây giờ nó yêu mình thì mình cũng sợ không? Máy mà nói em yêu anh thì đúng là sợ. Vui không? Vui lúc đầu thôi chứ, có gì đâu vui. Cho nên cuối cùng là con người của chúng ta sở hữu trái tim. Robot không có trái tim. Robot nó có cái não y chang chúng ta, nó có memory y chang chúng ta,
phải không? Nó có khả năng tốc độ xử lý thậm chí còn nhanh hơn chúng ta, nhớ nhiều hơn chúng ta, nó có khả năng nghe xa hơn chúng ta, phải không? Nó có thể nói to hơn chúng ta. Nó làm được hết tất cả những chức năng trên cơ thể của chúng ta trong tương lai, kể cả khéo hơn chúng ta. Ví dụ đã làm một con robot đánh golf mà đánh một phát là chui vô lỗ. Nhưng con người mà đánh phát chui vô lỗ phải đánh 10.000 quả mới xác suất được một quả. Còn robot là nó đánh 10 quả là vô 10 quả. Nó tính toán hết rồi. Robot trong tương lai làm rất là chính xác, làm việc rất là hiệu quả. Nhưng rất may mắn là robot không có trái tim, nó vẫn sống được. Còn con người mà không có trái tim là chết. Mà con người lại dùng trái tim để yêu thương thì là hơn robot rồi. Nếu con người dùng trái tim mà để căm thù, để thể hiện cái sự bực bội trong cái ánh mắt, cái sự mệt mỏi trong gương mặt, đó tất cả là do trái tim. Trái tim nó điều khiển cái mắt nó mệt mỏi. Làm việc nhiều quá, bị sếp bắt giao nhiều việc quá là cái mắt nó mệt mỏi. Mà mắt nó mệt mỏi thì đâu có giấu được, đúng không? Và khi đi làm mệt mỏi như vậy mà khách hàng người ta phàn nàn thì thay thế. Mà cái nào thay thế bằng máy được thì thay thế bằng máy. Cái nào không thay thế được máy được thì phải đi tìm cái người mà có trái tim yêu thương. Vậy thì kết luận là tương lai của chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp hay không là chúng ta phải kiểm soát được trái tim yêu thương của chúng ta. Tức là mình có trái tim giống như mình có cái trí não, mình có đầu óc thì phải đi học thì mình mới suy nghĩ được nhiều cái việc, nhiều cái công việc, nhiều cái chuyên môn là nhờ cái đầu. Thì các trường học đi học là để bồi dưỡng cái đầu, để phát triển cái đầu. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học là để phát triển cái đầu. Rất ít môn học phát triển cái tim. Vậy thì cái vấn đề của xã hội là đang thiếu một cái môn học, đang thiếu một cái phương pháp để bồi dưỡng trái tim. Trái tim nó có thể phát ra năng lượng yêu thương. Trái tim nó cũng có thể phát ra cái năng lượng căm thù. Đúng không? Tất cả từ trái tim hết, chứ không phải do cái đầu. Cái đầu nó đơn giản lắm. Có lợi là nó làm. Cái đầu rất đơn giản nha. À, anh trả lương cao tôi làm á. Nó suy nghĩ như vậy thôi. Vì nó cần tiền để làm này kia thì cái đầu nó quyết định rất là nhanh. Nhưng khi mà nó đưa xuống trái tim rồi là không có đâu nha, tiền nhiều cũng không mua được tôi đâu. Có những người người ta muốn dùng tiền để làm này làm kia. Không. Cái cảm xúc của tôi đâu có phải dễ mua. Cái tình yêu á. Đồng ý không? Ừ. Cho nên cái cảm xúc này nè, nó lại là một cái khác, nó không có liên quan đến, nó không có giống cái đầu lắm. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái tình yêu trong con tim của chúng ta. Chúng ta muốn vui cực kỳ đơn giản. Rồi lấy cái ví dụ nha, là chúng ta cứ yêu ai đó nha. Chúng ta cứ yêu ai đó, chúng ta có người yêu, ở cái tuổi mà thanh niên mà có người yêu là tự nhiên vui à? Đúng không? Nếu mà chúng ta yêu, từ ngày bắt đầu yêu là tự nhiên mỗi ngày nó vui à? Là như mình thấy lân lân, đúng không? À có vẻ anh Hùng đang yêu. Khi mình yêu là nó, cái trái tim mình nó tạo ra cái năng lượng maximum yêu thương. Khi mình yêu là trái tim mình nó phản ứng theo cái tình yêu và nó sẽ rất là vui, nó làm cho mình rất là vui. Tức là mình có cái để yêu, mình có người để yêu, mình có nơi để yêu. Chúng ta thích, chúng ta yêu rồi á, là gần như nó tạo cái cảm giác là cao nhất của con người, cái sự hưng phấn. Cho nên vui hay buồn, giờ trở lại, khi chúng ta yêu chắc chắn là vui. Khi chúng ta yêu chắc chắn là vui. Chúng ta yêu cái gì đó chắc chắn là vui, đem đến niềm vui cho chúng ta. Khi chúng ta ghét cái điều gì đó, nó sẽ đem cái nỗi buồn cho chúng ta. Vậy nên chỉ có hai động từ thôi. Trong cuộc sống bây giờ chúng ta bắt đầu phải kiểm soát được con tim của chúng ta. Chúng ta phải yêu nhiều hơn, yêu nhiều thứ hơn, yêu nhiều người hơn, yêu nhiều nơi hơn. Yêu một ngày 24 giờ,
phải không? Cái gì cũng yêu hết. Cái người mà có tâm hồn ăn uống là người ta yêu cái món ăn á, phải không? Người ta khám phá những cái món, cái nhà hàng mới, những cái món ăn mới. Cái người có tâm hồn ăn uống là đến khi mà người ta đi ăn rồi người ta hạnh phúc. Còn cái người mà ghét ăn, chán ăn, có không? Có những người rơi vào những cái trạng thái mà không thích ăn, không có tình yêu với món ăn, trời ơi mà phải ăn, đúng không? Nó sẽ rất là khổ. Cho nên cuối cùng là gì? Con người muốn đạt được cái đỉnh, cái đẳng hạnh phúc rất là hay nếu mà chúng ta hiểu được cái sức mạnh của tình yêu. Hãy yêu thương, yêu tất cả những gì, yêu tất cả những ai chúng ta gặp, yêu tất cả những nơi mà chúng ta sẽ đến. Cái đó là high level. Để làm được điều đó không phải đơn giản, nó phải từ cái tâm nguyện của mình, nó phải có cái sự nỗ lực cố gắng của mình. Khi mình hiểu được cái giá trị của tình yêu rồi, mình đến nơi nào thì mình phải yêu nơi đó. Mình đến nơi đó mà mình không yêu nơi đó thì nó ngược lại, nó sẽ phản ngược lại, nó sẽ tạo ra những cái bất hạnh cho mình. Một tràng tay dành cho anh Sơn à. Làm sao để biết mình yêu? Lại thêm một cái, phải có công cụ. Tình yêu muốn biết là có hay không là luôn luôn dùng cái này để kiểm định. Không cần lên trung tâm kiểm định 3 đâu, tự mình kiểm định được. Yêu là bao giờ nó cũng phải đi thèm kèm theo cái cục nhớ. Yêu là tự nhiên nhớ. Mình ngồi đây mà mình đang nhớ cái gì đó là mình yêu cái đó. Hiểu không? Mình ngồi đây mà mình đang nhớ cái gì ở đâu đâu á là mình yêu cái đó đó. Mình ở nhà mà mình nhớ cái gì đó ở công ty đó là mình yêu cái đó đó. Mình đi sang Singapore mình du lịch mà mình cứ nhớ cái gì đó, nhớ ai đó là mình yêu đó. Còn mình không nhớ là mình không yêu. Thôi, cái chức năng này nó quá đơn giản mà mọi người không biết. Cái tình yêu nó sẽ được xác định rất là dễ. Mình biết được mình có yêu hay không. Trong tim mình đó, mình nhớ cái gì đó là mình có yêu. Đồng ý không? Cái gì mà còn là nhớ, còn cái gì là mất là tiếc. Hai cái trạng thái nhớ và tiếc. Khi mình rời khỏi công ty rồi mà trong lòng mình cứ tiếc, phải không? Là yêu không? Chứng tỏ là mình có yêu á. Mình mới có yêu mình mới tiếc. Vì lý do gì đó mình không thể làm tiếp, mình không thể duy trì, phải không? Nhưng mình đi ra khỏi rồi mình tiếc là mình có yêu. Đây là một cái phương pháp để chúng ta kiểm chứng là chúng ta có yêu hay không. Là chúng ta có nhớ. Ví dụ hàng ngày ở công ty nhưng mà nhớ đến bố mẹ ở nhà như thế nào? Là chúng ta yêu thực sự. Còn chúng ta đi du lịch mà chúng ta chỉ nhớ người yêu thôi chứ không nhớ cha mẹ. Mua quà cho quên mất mua quà cho mẹ. Cái đó hỏi có tình yêu không? Con nào mà không yêu? À phải xem lại nha. Lúc đó tình yêu nó giảm nhiều lắm rồi đó. Đồng ý không? Tình yêu càng lớn thì nhớ càng nặng. Thương thương nhớ nhớ, đó là tình yêu. Vậy thì cái phương pháp để mà mình hạnh phúc là phải yêu. Vậy thì chúng ta phải kiểm định lại trong một ngày chúng ta 24 giờ. Chúng ta yêu cái gì? Yêu nơi nào? Yêu ai? Mà cái người nào mà yêu càng nhiều thì người đó càng hạnh phúc. Khi chúng ta yêu cái gì đó là chúng ta dành thời gian, chúng ta nhớ nhớ thương thương, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm cái gì cho cái người, cái nơi, cái mà chúng ta yêu á, thì tự nhiên nó hạnh phúc. Chúng ta bỏ công sức ra mà nó lại hạnh phúc nha. Chúng ta cực mà nó lại hạnh phúc nha. Và đó là tình yêu. Vì diệu quá, đúng không? Còn ngược lại chúng ta không yêu, chúng ta cũng bỏ công sức nha, làm cũng cực nha, cũng bị sếp la nha, áp lực nha. Nhưng mà đổi lại là cái gì? Là chỉ có lương thôi chứ không có hạnh phúc. Nếu chúng ta không yêu, nếu chúng ta không yêu cái việc chúng ta đang làm, nếu chúng ta không yêu cái nơi chúng ta đang làm, nếu chúng ta không yêu cái người sếp chúng ta đang theo,
Nếu chúng ta không yêu cái công ty mà chúng ta đang làm thì kết quả chúng ta chỉ nhận được lương thôi. Còn tương lai thì xa vời vợi và mỗi ngày là không vui, mỗi ngày là áp lực. Vậy thì con người sinh ra đi tìm niềm vui và hạnh phúc, tìm ở đâu? Hôm nay chúng ta đã có câu trả lời. Không tìm ở đâu hết, mà hãy nói cho con tim mình cái tiếng nói tình yêu, phải tạo ra cái tình yêu. Mà mình không tạo được cái tình yêu thì mình ráng chịu. Đó là cuộc đời của mình, cuộc đời của mỗi người. Tại sao anh lại yêu được nhiều mà tại sao các em, mọi người lại không yêu được nhiều? Đó là vấn đề của mỗi người. Rồi, cái câu chuyện tiếp theo anh Hùng phải hỏi, vậy làm sao để có tình yêu? Đúng không? Cái này khó. Có một bộ phận nhỏ những người trẻ mà anh Hùng quan sát được á, thấy là các bạn đi làm, cái thời gian đi làm 8 tiếng một ngày đối với các bạn nó rất là áp lực và các bạn không có cảm thấy niềm vui. Bạn nói là bạn chỉ cảm thấy vui sau khi xong việc, về nhà, bạn ôm chiếc điện thoại của mình và bạn chơi game. À, bạn nó yêu game. Bạn nó yêu game. Bạn yêu game là cái thời gian mà về nhà cầm cái máy game là thời gian hạnh phúc nhất. Cứ yêu là hạnh phúc á. Cứ yêu cái gì là hạnh phúc. Nghĩa là sao để chuyển hóa được từ cái tình yêu game mình vui, mình hạnh phúc khi ở nhà, chuyển sang cái tình yêu công việc á. Như lúc nãy anh hỏi là làm sao mình để yêu á. Đúng rồi, cái câu chuyện tiếp theo là biết rồi. Bây giờ câu chuyện hôm nay anh nói hiểu quá rồi, thấm quá rồi. Mình bất hạnh là do mình không có yêu, đúng không? Mình bất hạnh là do mình không yêu. Vậy làm sao để có được cái tình yêu đó? Anh chỉ cho tụi em đi. Em muốn yêu á, đúng không? Em muốn yêu á. Rồi, cái việc này nó cần phải có sự phải có cái suy nghĩ về cái điều đó. Mình không lắng xuống là nó không có ra được vấn đề. Bây giờ trong một ngày, từ lúc mình thức dậy cho đến khi tối mình đi ngủ, mình gặp ai đó, mình làm cái gì đó, mình đi đến đâu đó, đã bắt đầu hàng ngày mình phải ý thức một cái việc: tại sao mình không yêu cái nơi này? Tại sao mình không yêu cái người này? Mình hỏi ngược lại, mình hãy hỏi tại sao mình không yêu người ta. Người ta có làm cái gì mà mình không yêu người ta? Người ta có xấu không? Người ta có ăn hiếp mình không? Hay người ta tốt với mình? Mà người ta tốt với mình, tại sao mình không yêu người ta? Rồi mình đến nơi này, tại sao mình không yêu nơi này mà mình cứ phải tới? Ở nơi này là nó như thế nào mà tại sao mình không yêu nó? Sao mình hẹp hòi vậy? Sao mình ích kỷ vậy? Mình có trái tim, mình yêu nó đâu có mất năng lượng đâu, mà nó còn thêm cái năng lượng tích cực nữa. Tại sao mình không lấy cái tình yêu ra mình dùng? Mình phải bắt đầu phải tăng cái tình yêu của mình lên. Thì yêu thì chỉ có 3 đối tượng thôi. Thứ nhất là yêu con người. Thứ hai là yêu cái nơi mình đến đó. Thứ ba là yêu cái việc mình làm. Có 3 cái đối tượng mình phải yêu. Nha. À, thứ tư là động vật. Ok, mấy cái đó bổ sung thêm. Thực vật, cây cối, cá này nọ, đúng không? Vậy thì cái đối tượng quan trọng nhất là yêu con người. Thì mình hãy tăng cái số lượng người mình yêu. Cố gắng tăng cái số lượng người mình yêu. Mà để tăng cái số lượng người yêu thì nhớ cái công thức là mỗi lần gặp người đó mình cảm thấy mình không yêu người này, mình phải hỏi tại sao mình không yêu người ta. Người ta làm gì mà mình không yêu người ta? Sao mình kỳ vậy? Ê, sao mình kỳ vậy mày? Người ta làm gì mà mình không yêu người ta? Sao kỳ vậy? Mình cứ phải chất vấn mình. Và từ từ mình cái chất vấn đó mình chuyển, vậy thì mình bắt đầu yêu người ta đi. Bắt đầu yêu người ta đi. Bắt đầu yêu người ta đi. Và nhớ cái công thức này, ông bà chúng ta đã áp dụng từ rất lâu rồi. Từ hồi xưa, vợ chồng cưới nhau là không phải do tình yêu, mà hứa gả từ lâu rồi. Đùng cái vô cái đám cưới, nhìn mặt còn chưa biết là như thế nào, phải không? Xấu đẹp bây giờ mới biết, mà giờ phải cưới rồi. Cưới thì cưới thôi, cha mẹ gả mà. Vậy mà cuối cùng sống răng long đầu bạc, con đàn cháu đóng, mà càng ngày càng yêu nhau. Vậy thì tình yêu nó đến từ đâu?
tình yêu nó đến từ cái số lần gặp nhau. Số lần gặp nhau càng nhiều thì cái xác suất yêu nó càng cao. Xa mặt cách lòng, ít gặp là tình yêu nó sẽ giảm đi, gặp nhiều tình yêu nó sẽ tăng lên. Nhưng mà đồng thời gặp nhiều, căm thù hận thù nó tăng lên. Hiểu không? Cái người mà càng gặp nhiều đôi khi lại là kẻ thù kinh khủng của mình. Ngày nào cũng gặp hết. Thành ra vấn đề là mình phải tăng, gọi là nhất cự ly, nhì tốc độ. Tình yêu là như vậy mà. Hồi xưa một lúc mới yêu là người ta nói như vậy. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Phải gặp thường xuyên, phải tăng số lần gặp lên, đúng không? Tăng số lần gặp lên, gặp nhiều lần hơn. Rồi, thì cái đó là cái công thức mà để cho mình tạo ra cái tình yêu với cái người đó. Con trai con gái cũng phải như vậy, cấp trên cấp dưới trong công việc cũng phải như vậy, đồng nghiệp với nhau để mà yêu nhau cũng phải như vậy. Phải gặp nhiều lần là tự nhiên cái tình cảm nó sẽ tăng. Chúng ta phải chăm sóc cái quan hệ đó chứ, chúng ta đừng đòi người ta chăm sóc mình. Hiểu nào? Chúng ta phải là cái người chăm sóc, tạo ra cái sự chăm sóc đó cho đối tượng đó, thì chúng ta sau một thời gian chúng ta sẽ yêu. Bây giờ muốn yêu sếp đúng không? Là cứ chăm sóc cho sếp, đúng không? Chăm sóc sếp gì? Thỉnh thoảng gặp sếp nhiều lên, phải không? Cứ đề xuất cho sếp nhiều ý tưởng cải tiến công việc là chăm sóc sếp đó. Phải cái người yêu sếp, tự nhiên là cái người sẽ tích cực đến để đề xuất ý tưởng mới, để làm ra những công việc mới. Người đó có tình yêu với sếp đó. Một tràng pháo tay dành cho anh Sơn ạ. Thường cái người mà yêu sếp là hay gặp sếp, hay thích gặp sếp. Mà đã yêu sếp rồi là chăm sóc, quan tâm đến sếp, phải không? Mà chăm sóc kiểu gì đó, lúc nãy nói làm thấy sếp thích làm cái này, sếp thích muốn làm cái kia, mình là cái người đến để trình bày, mình làm cái đó, kết quả, đạt được kết quả đó, mình báo cáo kết quả đó, chắc chắn sếp sẽ vui. Vì hôm nay mình muốn là cái người đem đến niềm vui cho sếp, đúng không? Thì chúng ta hãy gieo duyên bằng cách làm việc hiệu quả hơn với mình. Tức là mình phải suy nghĩ cái công việc mình làm sao để có kết quả, mình báo cho sếp. Mình gặp sếp nhiều, mình hiểu được ý sếp. Và sếp thấy mình gặp nhiều, sếp sẽ giao mình nhiều việc. Giao nhiều việc về mình lại, mình làm sao để có kết quả, mình báo cáo sếp. Như vậy rõ ràng hôm nay là vui, đi làm mỗi ngày vui thì sẽ có tương lai. Mà tại sao vui? Vì yêu. Yêu nó mới vui. Còn không yêu là nhìn mặt là biết liền. Cái người mà không yêu nhìn mặt biết liền, gọi lên họp là ngồi biết liền. Thỉnh thoảng sếp muốn biết người nào như nào là sếp kêu họp. Hiểu không? Sếp kêu họp là biết là cái người đó vui không vui liền. Mà cái người không vui là đem cái năng lượng không tốt cho môi trường, cho công việc, cho công ty. Thì phải làm cách nào đó cho người ta, đúng không? Thì nhiệm vụ của người đứng đầu phải làm sao tạo ra được cái tình yêu cho nhân viên của mình, với công việc mình làm, với cái nơi mình đến, với khách hàng mình chăm sóc, và đặc biệt yêu sếp nữa. Việt Nam chiến thắng được là vì tất cả mọi người yêu lãnh tụ là Bác Hồ. Phải có tình yêu đó thì sức mạnh không ai địch nổi. Còn nếu như không có tình yêu đó, gia đình không có tình yêu, kể cả về nhà cũng không hạnh phúc. Chúng ta hết tình yêu rồi là về nhà là không hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta yêu cái quán lẩu dê bảy món, hiểu không? Thì chúng ta đến đó nó hạnh phúc thôi. Nên chúng ta phải có cái tình yêu, yêu lẩu dê thì nó sẽ hạnh phúc ở chỗ quán lẩu dê. Yêu cái người bạn nhậu thì sẽ hạnh phúc khi đi nhậu với bạn. Chúng ta phải có cái yêu đó, tức là phải có đối tượng chúng ta yêu. Thì cuối cùng là chúng ta chọn cái đối tượng nào để yêu là cuộc đời, sự nghiệp của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng. Chúng ta yêu người sếp thì chắc chắn sự nghiệp sẽ phát triển. Chúng ta yêu bạn nhậu chắc chắn là chúng ta sẽ, phải không, vui trên bàn nhậu, nhưng mà nó sẽ bị rất là nhiều thứ, phải không, kể cả gia đình đến công việc. Đồng ý không nào? Chúng ta yêu game là chúng ta cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà thay vì chúng ta yêu làm ra cái app, phải không, cho người ta chơi, thì chúng ta sẽ lại khác. Đúng không nào? Nên chúng ta chọn cái để yêu rất là quan trọng. Chọn cái yêu là hạnh phúc rồi, mà yêu cái gì mà nó sẽ giúp cho người khác. Đúng không nào? Giúp cho người khác thì cái tình yêu nó sẽ giúp cho sự nghiệp của chúng ta thăng hoa, và phúc đức của chúng ta sẽ tăng lên. Nên kết luận
là nếu như cuộc đời của các em mà thấy mình chưa vui, thấy mình đi làm không vui, là nhớ, phải nhớ lại câu chuyện này, là mình không có yêu nữa nơi này, mình không có yêu cái công việc, mình không có yêu ai ở đây hết. Mà mình như vậy, mình cứ chôn chân ở đây là chắc chắn mình sẽ không thể phát triển được. Vậy thì mình phải đi tìm cái tình yêu ở đâu đó. Tại sao đến đây mà không yêu được? Thì đi đến nơi nào có chắc là tìm được tình yêu không? Đúng không? Đến một nơi lạ làm sao mà yêu được liền? Ở đây bao nhiêu năm mà còn không yêu được mà. Vậy là do mình. Cái lỗi của mình là trái tim mình không biết yêu. Trái tim mình không có tình yêu, chứ không phải nơi này lạ. Phải không? Là mình không yêu. À, câu kết luận là như vậy. Đó là cuộc đời của mỗi một người sẽ quyết định số phận từ cái tình yêu của mình trong cuộc sống. Okay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa cho anh Lê Long Sơn ạ. Vâng. Xin cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ một bí quyết rất là quý giá cho chúng ta, để chúng ta sẽ có cách vui hơn mỗi ngày, vui hơn khi đi làm, và chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng. Một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và đã có những chia sẻ để tương tác cùng với chương trình. Xin được cảm ơn quý thính giả, quý khán thính giả đã theo dõi qua fanpage của chương trình Tôi Vẽ Tương Lai. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số tiếp theo của chương trình cùng với Thạc sĩ Tổng Giám đốc Lê Long Sơn đến từ EC2 Group.